Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày trên kênh Tin Mới. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like, chia sẻ để ủng hộ chương trình. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chi tiết. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 24 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, làng Pianpo, thị trấn Lệ Hoa, huyện Đại Phong, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đã gặp phải trận lở đất vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 8. Được biết, ít nhất 10 người thiệt mạng và 12 người mất tích. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người mất tích. Truyền thông Trung Quốc đưa tin một vụ lở đất xảy ra ở làng Pianpo, huyện Đại Phong, tỉnh Quý Châu vào sáng sớm ngày 24 tháng 8 do lượng mưa lớn liên tục nhiều ngày qua. Dẫn thông tin từ microblog của chính quyền địa phương cho biết, 29 người thuộc 10 gia đình đã bị chôn vùi trong trận lở đất. Ít nhất 10 người được biết đã thiệt mạng và 12 người mất tích. Sau khi 17 cư dân được khai quật, 10 người trong số họ đã chết và 7 người được đưa đến bệnh viện, nguồn tin cho biết. Các nhà chức trách cho biết 800 binh sĩ và những người phản ứng đầu tiên đã được gửi đến khu vực thảm họa để cứu hộ và công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra. Lũ lụt thường xuyên xảy ra ở miền Nam Trung Quốc vào mùa hè, nhưng tháng vừa qua đã có những trận mưa đặc biệt lớn ở nhiều khu vực, gây ra sự tàn phá nghiêm trọng. Tại Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, 98 người thiệt mạng trong thảm họa lốc xoáy và mưa đá. Một trận lở đất nghiêm trọng xảy ra vào khuya thứ Sáu tại khu vực miền núi thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang. Đến tối Chủ nhật, số người chết đã tăng lên 23 người và 14 người mất tích. Những cư dân bị chôn vùi tiếp tục được tìm kiếm qua đêm. Dẫn lời đài truyền hình CCTV của Trung Quốc cho biết, trận lở đất đã kéo theo hơn 300.000 mét khối đất đá đổ sập, tổng cộng 27 ngôi nhà bị đất đá vùi lấp, hơn 300 người phải sơ tán. Thông tấn xã Trung ương đưa tin, địa điểm xảy ra vụ lở đất nằm ở làng Lý Đồng, quận Liên Du, thành phố Lý Sơn, phía đông và phía tây của làng được bao quanh bởi các ngọn núi. Do mưa nhiều ngày liên tục nên đất đá ở khu vực miền núi địa phương có xu hướng bão hòa nước. Đến 22 giờ 50 phút ngày Chủ nhật đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, vùi lấp nửa bản. Do vụ việc xảy ra vào lúc nửa đêm nên hầu hết người dân đã chìm trong giấc ngủ. Sau khi vụ sạt lở xảy ra, 38 người đã được tìm thấy mất tích sau khi qua hiện trường cứu hộ. Trong khi tìm kiếm các vụ lở đất ở Lệ Thủy thì tại Chiết Giang, Hồ Nam đang phải đối mặt với lũ lụt tồi tệ nhất trong nửa thế kỷ. Hãng Tân Hoa Xã đưa tin trận lũ lụt hiếm gặp vừa qua đã ảnh hưởng đến 111.000 người tại 92 thị trấn thuộc 13 huyện trong tỉnh, 181 ngôi nhà bị sập và hơn 8.600 người phải sơ tán khẩn cấp. Theo các báo cáo, lượng mưa lớn sẽ tiếp tục xảy ra trong tuần tới và dự kiến thảm họa có thể sẽ tiếp tục. Tối qua tại thành phố Phúc Tuyền, tỉnh Quý Châu, một hầm mỏ bị sập, đất đá sạt lở chôn vùi 20 ngôi nhà bên dưới núi, ít nhất 14 người thiệt mạng. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin. Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 23 tháng 8, một trận lở đất ở Phúc Tuyền, Quý Châu đã khiến 14 người thiệt mạng, 22 người bị thương và 11 người mất tích. Vụ lở đất đã khiến 8 người thiệt mạng và 17 người mất tích. Vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 22 tháng 8, tại làng Ưng Bình, thị trấn Đào Bình, thành phố Phúc Quan, tỉnh Kiểm Nam, tỉnh Quý Châu đã xảy ra một vụ lở đất. Khoảng 1 triệu mét khối đất đá sạt lở đã cuốn trôi hồ nước trên sườn núi, gây lũ lụt đổ xuống nhà của 20 hộ dân làng Tân Loan và Tiểu Bá bị sập và bị vùi lấp. Gần một nửa ngọn núi đã sụp đổ và hầu hết những ngôi nhà bị chôn vùi, thậm chí không thể nhìn thấy mái nhà. Tổng cộng có 294 người dân thuộc 67 hộ gia đình ở hai làng bị ảnh hưởng bởi vụ sạt lở đất và 245 người trong số họ đã thoát ra ngoài trong tình trạng nguy hiểm. Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 23 tháng 8 đã có 14 người chết, 22 người bị thương, 11 người mất tích, 77 ngôi nhà bị hư hỏng. Những người dân địa phương gần tập đoàn Tiểu Bá ở làng Ưng Bình nói với các phương tiện truyền thông đại lục rằng tập đoàn Tiểu Bá nằm trong một khu mỏ và những ngôi nhà đã bị chôn vùi bởi những ngọn núi sụp đổ. Tình trạng nguy hiểm đã xuất hiện từ những năm trước, khi đó vị quan chức này cho biết sau khi có chuyên gia thẩm định thì khu vực này an toàn và sẽ không bị sập nên không xử lý. Năm nay, mối nguy hiểm còn tồi tệ hơn sau 3 ngày mưa lớn. Sau khi ngọn núi sụp đổ vào ngày 22 tháng 8, các vết nứt xuất hiện trên núi Dapo và chính quyền địa phương đã yêu cầu dân làng sơ tán. ChinaNews.com đưa tin, vụ lở đất liên tục ở Phúc Quan, Quý Châu đã gây thiệt hại cho 77 ngôi nhà và nhóm Tiểu Bá và Tân Loan ở làng Ưng Bình, ảnh hưởng đến 292 người từ 67 hộ gia đình, trong đó 245 người đã trú ẩn an toàn. Hiện tại, hai khu tái định cư đã được thiết lập và những người bị ảnh hưởng, 150 lều tạm đã được dựng lên, 500 chăn bông đã được phân phát, thực phẩm và nước khoáng đã được cung cấp cho những người bị ảnh hưởng. Thưa quý vị, lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc đã khiến 235 người thiệt mạng và 109 người khác mất tích.
thiệt hại kinh tế trực tiếp đã vượt quá 50 tỷ nhân dân tệ. Báo cáo cho biết, sông Tương Giang ở Hồ Nam, Trung Quốc đã trải qua mức lũ lụt cao thứ 3 kể từ năm 1953. Kể từ tuần trước, thiên tai lũ lụt dữ dội ở miền Nam Trung Quốc đã khiến tổng cộng 34,261 triệu người bị ảnh hưởng tại 10 tỉnh gồm Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và Trùng Khánh với 235 người chết, 109 người mất tích và hơn 300 người khác ở khu vực bị ảnh hưởng. Hàng ngàn người đã được sơ tán khẩn cấp. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lớn mới, tình hình thiên tai ở Hồ Nam, Quý Châu, Trùng Khánh và những nơi khác liên tục bị ảnh hưởng trong giai đoạn đầu sẽ được mở rộng hơn nữa. Lũ lụt tàn phá miền Nam cũng khiến 1,946 triệu hectare cây trồng bị ảnh hưởng, trong đó có hơn 321.000 ha mất mùa, 239.000 ngôi nhà bị sập, 640.000 ngôi nhà bị hư hỏng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp do thiên tai là 53,35 tỷ nhân dân tệ. Ngoài ra, mực nước đoạn Trường Sa của sông Tương Giang ở Hồ Nam đã tăng cao do lượng mưa lớn liên tục và việc xả lũ từ hồ chứa. Số liệu cho thấy đến sáng ngày 23 tháng 8, đoạn Trường Sa của sông Tương Giang có mực nước đỉnh lũ siêu cao là 38,46 m, tiến sát mực nước cao nhất lịch sử là 39,18 m. Mực nước dâng cao làm ngập một số cơ sở điện trong vành đai danh lam thắng cảnh Tương Giang ở thành phố Trường Sa. Trước đó, tỉnh Hồ Nam đã khẩn cấp kích hoạt cảnh báo cấp 1 để kiểm soát lũ lụt, điều động 95.000 người đi tuần tra và cứu hộ, đồng thời di rời hơn 100.000 người trong đêm vào tối ngày 22 tháng 8. Trung Quốc hiện đang chiến đấu với lũ lụt tồi tệ nhất trong một thập kỷ. Dự báo thời tiết của Trung Quốc kêu gọi mưa nhiều hơn, trong khi nước sông Dương Tử đã ở gần mức cao kỷ lục với đập Tam Hiệp. Kiểm soát mực nước sông chỉ thấp hơn khoảng 17 m so với mức tối đa 175 m. Hiện nay, Trung Quốc đang phải gồng mình chống chọi với thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Thiên tai do mưa lũ lớn đã tàn phá nhiều tỉnh thành của Trung Quốc, tiếp tục gây thương vong cho nhiều con sông ở Thiểm Tây, Tứ Xuyên, Cam Túc, Quảng Tây, Hà Nam, Hồ Nam và Hồ Bắc đã làm vỡ kè, núi lở gây thương vong nghiêm trọng. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường gần đây đã đến thăm Hồ Bắc, An Huy và những nơi khác, yêu cầu đảm bảo an toàn cho các tuyến đê và hồ chứa quan trọng. Nỗ lực kiểm soát lũ lụt của Trung Quốc đang ở giai đoạn quan trọng, ông Lý Khắc Cường nói, đồng thời kêu gọi các quan chức chuẩn bị cho những thiên tai và lũ lụt nghiêm trọng hơn. Dự báo thời tiết của Trung Quốc kêu gọi mưa nhiều hơn, trong khi nước sông Dương Tử đã ở gần mức cao kỷ lục với đập Tam Hiệp kiểm soát mực nước sông chỉ thấp hơn khoảng 17 m so với mức tối đa 175 m. Hiện tại, lũ từ Tam Hiệp đang tiến đến Cửu Giang, Giang Tây. Cơ quan kiểm soát lũ lụt địa phương cho biết, nếu không có lượng mưa đáng kể ở khu vực thượng nguồn, lũ lụt ở Cửu Giang dự kiến sẽ giảm xuống dưới mức cảnh báo trong khoảng 10 ngày nữa. Theo số liệu chính thức được công bố vào ngày 22 tháng 8 cho biết, 113 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên khắp Trung Quốc, 701 người chết vì thiên tai, 347 người mất tích và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 142,2 tỷ nhân dân tệ. Một nhánh sông Dương Tử đối mặt với lũ lụt do mưa lớn, hàng trăm nghìn người phải sơ tán khẩn cấp. Bắc Kinh đưa tin rằng Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm qua đã cảnh báo các tỉnh nằm ở cửa sông phải đề phòng nghiêm ngặt trước tình hình mưa bão và lũ lụt đang gia tăng. Tại tỉnh Tứ Xuyên, ngày 23 tháng 8, chính quyền địa phương đã sơ tán hơn 100.000 người do mối đe dọa lũ lụt trên một nhánh của sông Dương Tử. Dẫn truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, sông Gia Lăng ở Tứ Xuyên đã dâng cao do mưa xối xả và tình hình rất nguy hiểm. Được biết, theo hình ảnh của CCTV, Lý Khắc Cường đã đi đến đoạn sông nguy hiểm ở đền Long Vương ở Hán Khẩu, Hồ Bắc vào ngày 23 tháng 8. Tại Nghi Sương, Hồ Bắc, 6 người thiệt mạng và 8 người mất tích do mưa lớn từ thứ 6 đến thứ 7 và chính quyền đã sơ tán 7.700 người. Nghi Sương gần đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử. Đập Tam Hiệp là dự án đập lớn nhất thế giới và đã được đưa vào sử dụng từ năm 2006. Chính quyền địa phương chỉ ra rằng vào thứ 6, hồ chứa của đập Tam Hiệp có lưu lượng 34.000 mét khối nước mỗi giây so với 70.000 mét khối mỗi giây trong tuần trước. Lượng nước đổ về hôm thứ Sáu là cao nhất được ghi nhận trong năm nay, với mực nước trong hồ đạt 159 mét, trong khi mực nước cao nhất của hồ là khoảng 175 mét. Trung Quốc hiện đang trong mùa bão và năm nay nước này hứng chịu trận lũ lụt tồi tệ nhất trong một thập kỷ, khiến 1.100 người chết hoặc mất tích. Lý Khắc Cường cảnh báo rằng tình hình có thể tồi tệ hơn và ông kêu gọi chính quyền địa phương thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết. Cũng trích dẫn một báo cáo từ Tân Hoa Xã cho biết, sông Lạc Phù, một nhánh của sông Vệ ở thành phố Hoa Âm, tỉnh Thiểm Tây, đã bị vỡ bờ bao và số lượng cư dân được chính quyền sơ tán dao động từ 6.400 đến 9.400 người. Tại quận Hoa Đình, Cam Túc, 13 người đã bị chôn sống vào ngày 23 tháng 8 do mưa lớn và lở đất.
Gần đây, do cơn mưa xối xả và cực kỳ lớn do cơn bão số 5 Duxuri ở miền Nam Trung Quốc gây ra, Nam Ninh, Quảng Tây và 7 thành phố khác đã ảnh hưởng đến tổng cộng 1,21 triệu người, gây thiệt hại 310 triệu nhân dân tệ. Miền Nam Trung Quốc đã bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề trong năm nay bởi các cơn bão đã ảnh hưởng đến khoảng 120 triệu người. Tại tỉnh Hà Nam, gần 3 triệu người ở 13 thành phố, trong đó có Trịnh Châu đã bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn kể từ giữa tháng. Chính quyền đã khẩn trương di rời hơn 110.000 người, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 2 tỷ nhân dân tệ. Theo ước tính của chính phủ Trung Quốc, thiệt hại sau mưa lớn và lũ lụt năm nay lên tới 22 tỷ đô la Mỹ. Một nhánh của sông Gia Linh ở thượng nguồn sông Dương Tử do một đợt mưa mới, hồ chứa Tam Hiệp đã chảy qua một đỉnh lũ khác vào sáng ngày 24 tháng 8, trong khi Hồ Bắc bị kẹt giữa lũ của sông Dương Tử và sông Hán. Các nhà chức trách gấp rút sơ tán hơn 30.000 người khỏi Vũ Hán và Tiên Đảo trước 6 giờ sáng ngày 24 tháng 8. Người dân chuẩn bị mở cống để chuyển hướng nước lũ. Do tuyến kè đoạn Hán Xuyên sẽ được kiểm tra bằng mực nước cao nhất kể từ năm 1998, chính quyền đã huy động hơn 1.000 cán bộ trên sự ứng trực chống lũ cho tuyến kè. Ở đoạn Kiến Lệ – Cửu Giang của sông Dương Tử, mực nước sắp vượt quá mức cảnh báo, tuy nhiên Đài Khí tượng Trung ương đã dỡ bỏ cảnh báo mưa dông trong 20 ngày liên tiếp, đồng nghĩa với việc đợt mưa lớn ảnh hưởng đến cả nước gần như đã chấm dứt. Theo thống kê của Bộ Dân Chính, kể từ giữa tháng này, mưa lớn đã ảnh hưởng đến 40 triệu người trên cả nước, với hơn 330 người chết, 300 người mất tích và hơn 3 triệu người phải sơ tán. Ngoài ra, một cây cầu bị sập ở Lâm Xuyên, tỉnh Hà Nam cách đây vài ngày khiến số người chết tăng lên 37 người, 29 người vẫn mất tích. Trong vụ lở đất ở Hàn Nguyên, Tứ Xuyên, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy một người mất tích, nhưng vẫn còn 20 người mất tích và hơn 1.500 người phải sơ tán. Chính quyền đã cung cấp lều, mền, quần áo và nước khoáng cho các nạn nhân. Sau khi điều tra, các chuyên gia tin rằng thảm họa địa chất là do mưa lớn liên tục và không có yếu tố can thiệp của con người. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!